Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm món bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc. Và để làm bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc thì mình đã chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Ở đây là các nguyên liệu để dùng làm phần bánh mì, gồm có ở đây là 250g bột mì số 13, 125g bột mì đa dụng, 175ml sữa tươi không đường, 1 quả trứng gà, 8g men, 80g bơ lạc nha các bạn. Một cục như vậy là 10g, mình sử dụng 8 cục là 80g, 50g đường và một muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha các bạn. Đầu tiên thì mình cho hết các loại bột mì này vào hết luôn, cho tiếp phần men vào, đường, phần sữa này thì cho hết cái phần muối á vào, mình khuấy đều cho cái phần muối nó tan vào xung sữa. Sau đó mình sẽ cho cái này vào trong cái phần bột của mình, đập vào đây một cái trứng gà. Sau đó mình sẽ dùng máy mình đánh cho nó đều lên nha các bạn. Nhưng mà do là cái máy ở nhà mình nó hơi bị cùi bắp á, nên bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột này ra mình nhào bằng tay nha các bạn. Nhào bằng tay cho cái phần bột này nó tạo thành được một khối. Rồi mình sẽ cho tiếp cái phần bơ vào. Cho hết cái phần bơ vào và mình sẽ nhào cho cái phần bơ nó đều với lại phần bột của mình nha các bạn. Các bạn ơi, mình làm theo công thức ở trên mạng á, nhưng mà mình thấy không biết sao là vậy nữa. Có thể là do mình không có sử dụng bằng cái máy đánh á, mình bỏ bơ vô nên nó bị như vậy. Vậy thì mình sẽ cho thêm khoảng 50g bột mì vào mình nhào nha. Các bạn ơi, như vậy là mình đã thêm 50g bột mì vào và mình cảm thấy là nhào như thế này là ok rồi nè các bạn. Do mình làm lần đầu tiên á nên mình không biết là cái công thức của mình học được thì nó đã chuẩn chưa, nên mình mới thêm bớt nữa nha các bạn. Vậy như các bạn hãy rút kinh nghiệm từ video của mình nha, từ làm lần làm này của mình, để các bạn có thể làm hoàn thiện và nó không có bị lỗi như của mình. Do nhà mình không có cái máy, nhà mình á, mình mua có 100 mấy à, máy dởm á các bạn, bởi vì mình nhào bột nó không có được, vì mình phải nhào bằng tay. Nếu mà nhà các bạn có máy nhào bột á thì làm cái này rất là nhanh luôn á, còn không là mình phải nhào luôn các bạn, nhào bằng tay rất là lâu luôn á. Mình có thể đập xuống vậy cho cái phần bột mì của mình nó ngon, bánh mì của mình nó sẽ ngon. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nhào cho đến khi nào mà cái phần bột của mình tạo được một cái màng mỏng không có bị rách và nó mịn, cái phần bột của mình nó mịn và nó bóng nha các bạn. Rồi cái phần bột của mình đã tạo được một cái màng mỏng mà không có bị rách như thế này là được rồi nè các bạn. Là cái bột của mình nó đã đạt rồi. Đó, nhìn rất là im luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ bo tròn lại thành một cái khối. Sau đó mình sẽ đem nó đi cân. Mình sẽ đem cái này đi cân và mình cân được là 668g. Mình sẽ chia mỗi cục khoảng chừng 120g nha các bạn. Các bạn có thể thấy bề mặt của nó rất là mịn luôn á, bóng nữa. Rồi mình sẽ để những cái viên bánh mì của mình lên trên một cái mâm có lót giấy nến như thế này. Và khoảng cách của các cái bánh này phải xa nha các bạn, khoảng chừng 5-7cm. Tại vì khi mà nó nở ra gấp đôi thì nó sẽ không có bị dính với nhau.
Bánh này mình sẽ để ủ khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thì bánh nó sẽ nở ra. Trong thời gian đó thì mình sẽ làm cái phần sốt bơ tỏi. Và để làm sốt bơ tỏi thì mình đã chuẩn bị ở đây các nguyên liệu gồm có 250g bơ lạc, 100ml sữa đặc, 70g tỏi băm, 2 quả trứng gà, 10g lá mùi tây, 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê mật ong. Và các nguyên liệu mình đã sẵn sàng, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm sốt bơ tỏi nha. Ở đây mình sử dụng 2 lòng trắng trứng và 1 lòng đỏ. Còn cái lòng đỏ này thì mình đem đi chiên ăn nha các bạn. Mình bắt lên bếp một cái nồi nước ít. Sau khi nước sôi ấy, mình cho một cái tô để lên phía trên và cho hết phần bơ vào. Mình đút cách thủy cho cái phần bơ này nó tan ra hết nha các bạn. Sau khi phần bơ đã tan ra hết á, thì mình sẽ cho tiếp ở vào đây là phần trứng, phần tỏi băm, sữa đặc, muối, mật ong, lá mùi tây. Và mình sẽ khuấy đều cho cái phần này nó được tan đều với nhau. Mình sẽ khuấy đều cho cái phần hỗn hợp này nó hơi sệt sệt lại là được nha các bạn. Rồi các bạn ơi, như vậy là phần sốt bơ tỏi của mình đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ để cho nó hơi nguội một chút. Mình bọc thực phẩm lại và mình bỏ vào trong ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút. Sau đó mình sẽ lấy ra và mình quết lên trên cái phần bánh của mình nha. Và trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ làm tiếp cái phần kem phô mai. Ở đây kem phô mai cần có các nguyên liệu. Đầu tiên là 400g cream cheese. Ở đây là những cái bịch như thế này các bạn. Cái phần kim chi mình tự làm ở nhà thì mình đã sử dụng hết rồi đó các bạn. 50g đường, 70ml whipping cream hoặc là sử dụng kem sữa tươi cũng được. 2 muỗng cà phê, nước cốt chanh. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Phần cream cheese này thì mình sẽ để cho nó hết lạnh luôn rồi mình mới bắt đầu đánh cho nó mềm mịn tan ra nha các bạn. Và phần cream cheese của mình đã nguội rồi nè, đã hết lạnh rồi, bây giờ mình sẽ dùng máy đánh và đánh tan và mịn ra. Mình cho vào đây đường và whipping cream cũng như là nước cốt chanh. Sau đó mình sẽ đánh đều cho nó tan đều vào nhau hết. Sau đó tiếp theo mình sẽ cho cái phần kem phô mai này vào trong túi bắt kem và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào dùng thì mình lấy ra mình sử dụng nha các bạn. Rồi các bạn ơi, cái phần bánh mì của mình đã ủ được 2 tiếng rồi nè các bạn. Bánh nó đã nở ra rất là bự luôn á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Trước khi lúc này thì các bạn bật lò trước 15 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Do cái lò nướng nhà mình nó hơi nhỏ nên mình chỉ nướng mỗi lần là 2 cái. Trước khi nướng các bạn xịt nước lên trên phần bánh của mình.
Rồi mình bỏ vào trong lò nướng đã được bật. Và mình nướng ở nhiệt độ 180 độ C từ 10 đến 15 phút là mình sẽ có những cái bánh thật là ngon như thế này đây. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh ở phía trên nha các bạn. Tùy theo các bạn thích cắt như thế nào thì mình cắt nha. Mình thì thích cắt theo giống như là thành một cái bông vậy đó. Các bạn lưu ý là khi cắt đó, các bạn không nên cắt sát cái phần đáy bánh. Tại vì khi mà cắt như vậy á, thì một chút xíu á, cái bánh của mình nó sẽ dễ bị gời ra, bị gời gạt á các bạn, bị xứt ra. Do mình đã bị rồi nên mình muốn chia sẻ để các bạn không bị mắc phải cái lỗi như của mình. Rồi bây giờ mình sẽ bơm kem phô mai vào những cái kẽ bánh nha. Mình bơm từ ngoài vào trong để cái phần kem phô mai nó không có bị tràn ra quá. Và đây là cái phần sốt bơ tỏi mình để trong tủ lạnh này nè các bạn. Giờ mình sẽ bỏ nguyên cái bánh vào trong cái sốt bơ tỏi. Nhúng nguyên cái bánh vào như thế này nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn rồi đó. Đó, bây giờ mình nhúng hết nguyên cái bánh này vào. Mình có thể lấy cái phần sốt bơ tỏi mình cho vào trong những cái kẽ bánh á, để cái phần bánh của mình nó thêm thơm và ngon hơn. Nó thêm đậm đà, thêm cái phần sốt nó được thấm đều vào trong cái bánh, sẽ giúp bánh của mình thơm ngon và hấp dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít kem phô mai lên phía trên để tạo thêm điểm nhấn cho cái bánh. Rồi sau đó mình sẽ cho vào lò nướng 150 độ C từ 10 đến 12 phút. Thì mình sẽ có những cái bánh rất là ngon, rất là thơm luôn đó các bạn. Và các bạn ơi, như vậy là món bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc của mình đã hoàn thành rồi.
Rồi các bạn ơi, như vậy là mình đã làm xong món bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc rồi. Trời ơi, mừng quá. Giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó ngon nè các bạn ơi. Không thể tin nổi luôn, không thể nào mà cưỡng lại đâu. Rồi mình sẽ ăn nha các bạn. Mời các bạn ăn. Trời ơi. Bây giờ mình đã hiểu tại sao cái món này nó ra hot như thế này luôn á các bạn. Nó có cái vị vừa béo, vừa đặc trưng của một cái vị béo nè, rồi cái vị đặc trưng của bánh mì nè, rồi sau đó cái vị bơ tỏi mặn mặn ngọt ngọt béo béo. Trời ơi, nó ngon lắm luôn các bạn ơi, không thể tin nổi luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ ăn hết. Rất là ngon luôn á các bạn ơi, không thể tin luôn á. Rồi các bạn ơi, như vậy là món bánh mì phô mai sốt bơ tỏi Hàn Quốc của mình đã hoàn thành. Mình đã làm thành công và chúc các bạn cũng sẽ làm thành công và ăn ngon miệng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video nha. Nếu các bạn thấy thích kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh, kèm theo cái chuông để nhận được thông báo khi mà mình đăng video mới trên kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.